Quỳnh Thư, với tôi, trên một trận đấu tình trường, người nào không được yêu thì là người thứ ba, giữa lùm xùm tiểu tam phá hoại hôn nhân của Diệp Lâm Anh, Quỳnh Thư từng hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình cảm trước truyền thông. Những ngày qua, mạng xã hội bàn tán rôm rả về ồn ào hôn nhân của Diệp Lâm Anh và chồng thứ gia. Sau 3 năm chung sống, cả hai đã quyết định ly thân và cựu siêu mẫu cũng đã dọn ra khỏi nhà chồng. Đáng chú ý trong lùm xùm này chính là tiết lộ sốc về tiểu tam phá hoại hôn nhân của Diệp Lâm Anh. Ngay lập tức, diễn viên, người mẫu Quỳnh Thư lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng. Kể từ khi bị bắt gặp có cử chỉ thân thiết với thiếu gia Đức Phạm đến thời gian gần đây là thông báo chính thức ly thân của Diệp Lâm Anh, Quỳnh Thư trở thành tâm điểm chỉ trích của nhiều người. Hiện tại nữ diễn viên vẫn chưa chính thức lên tiếng về ồn ào. Thay vào đó là tắt tính năng bình luận trên trang cá nhân để tránh những bình luận thái quá, khiếm nhã giữa lùm xùm. Lần gần nhất mà Quỳnh Thư chia sẻ về nghi vấn tiểu tam đó là trong một sự kiện ra mắt chương trình mới vào đầu tháng 12 năm 2021. Khi được hỏi về nghi vấn người thứ ba, Quỳnh Thư chia sẻ những ồn ào gần đây cũng khá ảnh hưởng đến tôi. Sự thật không như những gì cộng đồng mạng hay bên ngoài đang nói về tôi. Tin đồn vẫn mãi là tin đồn, nhưng mọi chuyện như thế nào hồi sau sẽ rõ. Hồi sau sẽ rõ thì chắc chắn hồi sau sẽ rõ. Sự thật thì vẫn sẽ là sự thật, mọi người sẽ biết. Sự thật thì sẽ không thể nào khác đi được và tôi mong mọi người hãy kiên nhẫn đợi. Quỳnh Thư cũng chia sẻ quan điểm về người thứ ba trong chuyện tình cảm. Tôi nghĩ chương trình hôm nay hỏi nhiều về người thứ ba thì có đúng không ta? Tiêu chí người yêu của tôi khá cao, nếu đồn tôi cặp với thiếu gia, đại gia thì cũng là bình thường thôi. Với tôi, trên một trận đấu tình trường, người nào không được yêu thì là người thứ ba. Quỳnh Thư xin được giữ kín về chuyện có hay không có người yêu ở thời điểm hiện tại vì trước giờ tôi không chia sẻ điều này trước công chúng. Mối bận tâm số 1 của Diệp Lâm Anh sau khi ly thân với chồng thiếu gia là gì? Sau thời gian cố gắng nhưng bất thành, Diệp Lâm Anh đã dọn ra khỏi nhà chồng và bắt đầu cuộc sống mới. Trong 3 năm chung sống, cặp đôi có hai nhóc tỷ lần lượt là bé gái tên Borin và bé trai B-Boy. Hiện tại, các con đang được Diệp Lâm Anh nuôi dạy và chăm sóc. Vốn là bạn thân thiết của Diệp Lâm Anh, chiều ngày 14 tháng 1, Kiwi Ngô Mai Trang cũng đã tiết lộ mối bận tâm lớn nhất của vợ cũ Nghiêm Đức. Nói về vấn đề bản thân đang gặp phải, Kiwi Ngô Mai Trang tỏ ra cảm thông và chia sẻ điều đau đớn nhất của Diệp Lâm Anh là sau khi giải quyết làm sao được nuôi cả hai bé. Nhưng mà cái đấy chỉ là mong muốn của mình thôi. Cái chính vẫn cách giải quyết cũng như thương thuyết giữa hai vợ chồng một cách văn minh. Bởi vì tất cả sự đổ vỡ là lỗi của người lớn chứ không phải lỗi của trẻ con. Nên Trang nghĩ rằng mình phải làm sao để con được hạnh phúc nhất, đấy là trách nhiệm của người làm bố mẹ. Bản thân Trang là một người mẹ và Diệp Lâm Anh cũng làm mẹ thì Diệp Lâm Anh cũng luôn mong muốn con mình được hạnh phúc. Và Trang mong điều Diệp Lâm Anh đang mong ước là được nuôi hai bé sẽ thành hiện thực. Trước đó, trao đổi với truyền thông, Diệp Lâm Anh cũng chia sẻ về chuyện con cái sau khi đường ai nấy đi với chồng thiếu gia. Bản thân tôi hiện tại không yêu đương, không hẹn hò ai cả nên tôi rất muốn nhận nuôi cả hai con vì các bé còn quá nhỏ. Không nên xa mẹ hay tách nhau ra. Dù vậy, nếu chúng tôi ly hôn, nhiều khả năng sẽ phải chia con. Tôi đã bàn bạc chuyện này với chồng và bày tỏ nguyện vọng muốn nuôi cả hai bé, nhưng anh lại đề nghị chia đôi. Nếu chồng nhất quyết chọn như vậy thì tôi cũng đành chịu.